giới thiệu. Xin chào quý vị và các bạn, hiện tại Vĩnh Hoàng đang có mặt tại Lạng Sơn. Đây là nghệ sĩ nhân dân nghệ nhân ưu tú của My Band, đi đâu ai cũng biết hết khắp ở Lạng Sơn này. Hôm nay mới được gọi là nghe cô hát trực tiếp. Mình thì nghe cô trên đài, trên TV nhiều rồi, nhưng mà hôm nay nghe trực tiếp. Cô sẽ gửi đến quý vị một bài hát Si của dân tộc Nùng Cháo. Bài Sình Làng. Si Sình Làng. Dạ, bài gì ạ cô? Bài Si Gấu Lộn. Vâng. Rồi mời các bạn cùng lắng nghe. Si mà ti ha. Hôm nay cả đoàn mình mới đi diễn ở hội Hãng Bình thì mới dùng một bữa cơm, thì thật sự là vẫn hơi mệt, nhưng mà giọng cô thật sự là các bạn thấy rất là vang đúng không? Mà giọng cô rất là đặc biệt, ở khắp Lạng Sơn lại không tìm được người thứ hai đâu nhé. Cho nên là hôm nay là có một cái duyên được nghe cô trực tiếp, đây cũng là một niềm vinh hạnh rất lớn đối với Vĩnh Hoàng. Xin cảm ơn các bạn đã lắng nghe, cho cô một tràng vỗ tay nào. Cô là sắp chuẩn bị đi lưu diễn nước ngoài ở đây các bạn ạ. Chuẩn bị sang châu Âu. Ta tư, sang Anh đúng không? Sang Anh thôi. Tiếng lành đồn xa, tiếng thơm vang xa. Khi Lạng Sơn là bay sang trời Anh ở đây các bạn.